Hi, chào mọi người, em có một con ớt men, máy cưa tay ngắn nha, ớt men khá là gọn, nó sản xuất giống như G rồi, cũng xung. Hàng này là hàng chính hãng, nên là nó sử dụng lam Oregon chính hãng luôn, sức còn như 95% mọi người, lam thì nó còn 95% luôn, đẹp. Máy đủ đồ không? Này mã là ZE140E, công suất nó tầm 26cc. Mấy con này hầu như là về độ xăng nổ luôn nè. Kiểu hơi như dây giật chính xác. Cái này em bao hơi nha mọi người. Em bao hơi cho. Bao hơi còn ngon lành. Chủ đồ ha. Này để cho mọi người công tắc nó ở trên tay lái rất là tiện luôn. Làm xích, khó làm xích vẫn còn nha mọi người. Hàng này, hàng X-Men này ấy là nó sản xuất nhập khẩu nội địa, nhập khẩu vào Nhật Bản nó dùng nha, nên là mọi chữ viết ký tự đều là của Nhật hết nha mọi người. Đó, nên là hàng chính hãng chứ không phải là hàng nhái đâu. Hôm nay 1,1 triệu nha, em bao hơi nha, 1,1 triệu bao hơi đủ đô cho mọi người nha. Bộ làm xích này ngon lành, làm Oregon xịn. 1,1 triệu nha mọi người, con này 1,1 triệu nha. 1,1 triệu không bao ship nha, bao hơi 1,1 triệu. Máy còn ngon lành, hàng này chưa dọn nha mọi người, em chỉ bao hơi đủ đô nha. Giá của nó là 1,1 triệu không bao ship nha mọi người, mua thì mình chuyển khoản vào số tài khoản trong phần mô tả giúp cho em.